Mến chào các bạn đến với chương trình 10 phút cùng Đức Thánh Linh mỗi ngày. Nguyện thần của Chúa soi sáng mặt bạn ngày hôm nay, nguyện thần của Chúa soi sáng trí óc của bạn, tâm hồn của bạn ngay bây giờ nhân danh vua Jesus Christ Chúa các thần. Hôm nay ngày 14 tháng 8 và chúng ta cùng chia sẻ châm ngôn đoạn 14. Ok các bạn. Đề tài ngày hôm nay Thánh Linh muốn bày tỏ và muốn hỏi bạn: bạn có thực xây dựng đời sống của bạn không? Ai cũng nói là: ô, tôi không xây đời sống tôi thì ai xây cho tôi? Câu hỏi thừa à? Không phải đâu bạn ạ. Lời Chúa khẳng định rõ ràng, rất nhiều người đi trong bóng đêm lầm lạc tội lỗi, họ còn không nhận thức được đời sống là cái gì cả, thì làm sao mà có thể xây dựng nổi được các bạn? Ở câu 1 và câu 8 chúng ta cùng đọc: người nữ khôn ngoan xây cất nhà của mình, xong kẻ ngu dại lấy tay mình mà phá hủy nó đi. Rồi câu 8: sự trí huệ của người khôn khéo ấy là hiểu rõ đường lối mình, nhưng sự điên cuồng của kẻ ngu muội là phỉnh gạt. Như vậy chúng ta nhìn thấy ở đây, người nữ khôn ngoan xây nhà của mình, nhưng có kẻ ngu dại thì lấy tay mình phá hủy nó đi. Người nữ ở đây tượng trưng không chỉ cho đơn giản là người nam, người nữ, một con người nào đó, hay là người vợ, không chỉ đơn giản tượng trưng cho một hội thánh, một tổ chức, một đoàn thể, một đảng phái cầm quyền các bạn ạ, mà đây là tất cả những đối tượng nào mà có xây cất nhà của mình, xây đời sống của mình các bạn ạ. Và chúng ta đánh địa chỉ một cách cụ thể vào chính đời sống của mình. Người nữ khôn ngoan xây nhà mình. Nhưng bạn ơi, nhưng để xây nhà thì trước hết các bạn cần gì ạ? Hiển nhiên Chúa Trời sử dụng cái chuyện xây nhà ở đây để so sánh ví von cho chúng ta biết rằng xây dựng đời sống của mình cũng tương tự như xây nhà. Xây nhà bạn cần gì ạ? Thứ nhất bạn cần thợ, cần kiến trúc sư để mà biết được cái hoạch định nào đó. Bạn cần phải có tài nguyên, bạn cần có công cụ, phương tiện, bạn cần có thời gian, sức lực để làm cái nhà đó. Thì đời sống mình cũng vậy thôi. Bạn phải cần có bản vẽ của đời sống của mình. Câu 8 khẳng định như vậy. Sự trí huệ của người khôn khéo ấy là hiểu rõ đường lối của mình. Nhưng ngày hôm nay, 99% nhân loại họ còn không hiểu được họ là ai nữa. Người thì nói là tôi là tên là A, tôi tên là B, tôi là giáo viên, tôi là giáo sư. Tên thì đấy chỉ là tên của họ thôi. Còn nếu giáo sư, tiến sĩ, mục sư thì đấy chức danh của họ thôi. Tôi là người đàn ông nọ, đàn ông kia, thì đấy là giới tính của họ thôi. Tôi là thủ tướng nọ, thủ tướng kia, thì đấy là cái chức phận của họ thôi, cái chức phận của họ trong cái xã hội nào đó thôi. Tôi là người vợ, tôi là người chồng, tôi là người mẹ, đấy cũng là chức phận trong gia đình, nhưng vẫn chưa phải là họ bạn ạ. Và trí huệ của người khôn khéo ấy là hiểu rõ đường lối của mình, tức là từng cái con đường mà mình phải đi mình biết rõ được tại sao nó như vậy, bản chất của nó. Bạn ơi, tôi mách bạn, bất kể chuyện gì bạn cũng nắm rõ vào bản chất thì khó ai có thể lừa được bạn bạn ạ. Ngày hôm nay bao nhiêu người bị lừa đảo thuộc linh, lừa đảo tâm hồn, lừa đảo cả thể xác vật chất đều do là họ không hiểu bản chất của vấn đề, nên vì thế mà chỉ cần có cái phép lạ nào đấy thôi làm cho họ thấy lạ lẫm thì họ chạy theo, như vậy là họ sẽ bị lừa và mất luôn cả linh hồn của mình. Nhưng lời Chúa khẳng định rằng trí huệ người khôn khéo ấy hiểu rõ đường lối của mình. Bạn có thực sự xây được nhà mình không? Cái người ngữ khôn ngoan ấy, người khôn ngoan ấy biết xây đời sống của mình, còn kẻ ngu dại thì cứ phá hủy thôi nhưng vẫn cứ tưởng đang xây. Vì tới Việt Nam người ta cũng nói rằng ngu cộng nhiệt tình bằng phá hoại, và chúng ta thấy không ít những cuộc đời, những số phận bị phá tan tành, không phải bởi họ lười biếng, không phải bởi họ không chăm chỉ, mà bởi họ ngu dại các bạn ạ. Bởi ngu dại nhưng họ cộng thêm sự nhiệt tình của họ nữa thì họ phá tan tành đời sống của chính bản thân mình, phá tan tành đời sống gia đình mình, còn băng đảng cầm quyền phá tan tành đất nước, phá tan tành dân tộc. Thực sự là như vậy. Như vậy cần phải biết khôn ngoan thế nào để biết đường lối của mình. Đời sống của con người các bạn ạ, ngay cả kẻ phát triển xã hội bạn cũng phải để ý đến điều này. Bạn hãy nhìn thấy năm ngón tay,
Chú Thánh Linh rất tuyệt vời, luôn dạy cho chúng ta những cái điều gì mà chúng ta sẽ nhớ. Các bạn ạ, chúng ta ngón tay đều có 5 ngón cả, và bây chúng ta xem. Bạn phải phát triển đời sống mình theo 5 hướng này. Bạn ạ, thứ nhất, bạn phải phát triển đời sống tâm linh. Đời sống tâm linh của bạn, con người tâm linh của bạn đã có chưa? Vì bản chất của con người là tâm linh, có linh hồn và sống trong thể xác. Bạn ạ, bạn có được sinh lại chưa? Bạn có thực sự sống không để mà có cơ hội xây đời sống của chính mình? Bạn phát triển đời sống tâm linh. Ngày hôm nay ở trong một cái xã hội mà chỉ có đầy ngập những cái hệ thống giá trị ô uế nhơ nhớp thấp kém như vật chất, khi ta vỗ ngực đại gia là phải có nhiều tiền, phải có chân dài, phải có ABC, những giá trị dâm dục, những giá trị mà bị sa họa băng hoại đạo đức ấy thì được thượng tôn, còn giá trị tuyệt vời đẳng cấp nhất cao nhất thì là bị lu mờ đi, bởi vì ma quỷ nó đang hoảng loạn, nó tung hết tất cả những vũ khí lừa dối của nó ra để mà lừa con người cùng chung số phận với nó trong địa ngục. Và trong cái đám chợ tôn giáo, các loại tôn giáo các loại các bạn ạ, thì nó cũng để cho người ta đi vào tìm kiếm tâm linh. Nào có nhà ngoại cảm, đi vào chùa chiền nhà thờ am miếu đủ các thứ để cầu cúng rồi ABC các thứ các bạn ạ. Họ tưởng đấy là đời sống tâm linh tốt, nhưng tâm linh đấy lại làm cho họ thê thảm hơn. Bởi vì tất cả những sự tìm kiếm của họ trong tâm linh đấy mà không hợp với ý của Thượng Đế đã đánh tạo lên họ đấy, thì đều sự ghê tởm trước mặt Chúa Trời. Cái lời cầu nguyện của họ đấy cũng trở lên ghê tởm trước mặt Chúa Trời. Bởi vì lời Chúa khẳng định rằng cái người nào mà bịt tai không xứng nghe luật pháp của Đức Chúa Trời thì lời cầu nguyện của kẻ đó trở thành ghê tởm trước mặt Ngài. Ngài kinh tởm cái lời đó. Bạn ơi, đời sống tâm linh của bạn, đó là bạn phát triển cái quan hệ riêng tư của bạn với Đức Chúa Trời. Bạn nhận biết được đấng tạo hóa của mình, bạn biết được bản chất của Ngài, bạn nhận biết được chính bản thân mình là tâm linh, bạn nhận biết được số phận của mình, bạn nhận biết được sự kêu gọi tiềm linh của mình, bạn nhận biết được cái bản vẽ của Đức Chúa Trời cho bạn trước sáng thế khi Ngài dựng bạn lên. Cũng như tương tự trước khi chúng ta xây nhà, xây cửa đấy, làm cái cốc hay là làm cái điện thoại ấy, đều có cái bản vẽ của nó lắm. Trước khi cái vật này nhìn thấy thì đã có cái bản vẽ nó rồi. Cái người sáng tạo ra, cái người tạo dựng lên, cái nhà sản xuất đã có bản vẽ nó phải thế nào rồi. Thì cũng vậy thôi, con người quý hơn tất cả các tài sản đó, thì con người trước khi được tạo dựng vào trong thế gian này cũng có một cái bản vẽ tuyệt vời của đấng tạo hóa. Nên bạn phải tìm ra bằng được cái bản vẽ đó bạn ạ. Vì số phận của bạn ấy sẽ không ra gì cả, kể cả bạn có là giáo hoàng, kể cả bạn có là linh mục sứ đô trưởng, mục sư trưởng, nhưng bạn không thấy bản vẽ của mình ấy, số phận của bạn là trở nên bi đát trước mặt Chúa Trời, và bạn làm công việc không phải của Ngài giao cho bạn, và bạn sẽ bị sốc, bị kinh hoàng, bị khủng hoảng trong cái ngày phán xét của Chúa Trời. Nên bạn phải phát triển đời sống tâm linh của mình để tìm thấy số phận của mình. Thứ hai, bạn phải phát triển cái nhân cách của mình, là phát triển linh hồn của mình bạn ạ. Nhân cách của bạn, những cái phẩm chất của bạn, bạn phải phát triển, chứ không phải phát triển về tâm linh. Tâm linh là xong rồi, tâm linh là mình đã nói cũng rồi, về phát triển về tâm hồn của mình, phát triển con người bề trong của mình, phát triển cái linh hồn của mình, phát triển trí tuệ, tri thức thật của mình. Mà ngày hôm qua hôm kia chúng ta có nói về sự giàu có, trong đó có mặt về tri thức đấy, những tri thức mà nó gây dựng lại cái đời sống của mình và của người khác, gây dựng cái phẩm chất đạo đức, gây dựng lại cái cốt lõi giá trị ở trong đời sống của mình. Bạn phát triển tâm linh rồi, bạn phát triển linh hồn của mình, phát triển phẩm chất nhân cách của mình bạn ạ. Thứ ba, trong đường lối bạn phải cần biết rõ, đó phát triển tính chuyên môn của bạn. Bạn phát triển chuyên môn của mình, chuyên môn của mình làm sao bạn có kỹ năng tốt để bạn có thể vận hành được những cái tài nguyên tiềm năng đặt để trong lòng bạn, để bạn trở thành một cách là siêu cao đẳng, siêu đẳng ở trong lĩnh vực bạn đang làm, để làm vua ở trong lĩnh vực đó. Bạn phát triển chuyên môn của mình. Thứ tư là bạn phát triển cái kỹ năng quản lý của mình các bạn ạ. Phát triển kỹ năng quản lý của bạn, quản lý thời gian, quản lý tiền bạc, quản lý quan hệ, quản lý công việc các bạn ạ. Và sau đó là bắt đầu bạn đi mà quản trị, đi mà lãnh đạo, đi mà làm chủ. Đó, năm cái khía cạnh đó bạn phải biết được cái đường lối của mình. Vì sự trí huệ của người khôn khéo ấy là hiểu rõ đường lối của mình.
hiểu rõ đường lối của mình trong tâm linh, trong linh hồn, trong chuyên môn, trong quản lý và trong việc lãnh đạo. Ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy ở trong xã hội có rất nhiều người thì bị lệch lạc hết những vấn đề này vì họ không hiểu đường lối của mình, nên họ đang lấy tay mình và phá hủy nó đi. Có kẻ lãnh đạo thì phẩm chất đạo đức không có, phẩm chất không có, tâm linh là con số không, số âm, bị thờ lại ma quỷ nên nó đường truyền được tốt hơn. Xin lỗi các bạn vì đường truyền hơi kém. Nên chúng ta nhìn thấy có những kẻ lãnh đạo nhưng nó phá hủy tan nhà của mình, phá hủy tan cả dân tộc của mình, cả quốc gia của chính bản thân mình. Vì sao? Vì họ không kịp xây dựng phẩm chất và tâm linh các bạn. Chúng ta cũng nhìn thấy cũng có người chuyên gia rất cao. Ở Việt Nam có tận đến 25, gần 25.000 tiến sĩ giáo sư các bạn ạ, đề cập ở đây. Nhưng họ chỉ chuyên môn thôi, và họ chỉ là con tốt cho bàn cờ. Họ lại kẻ đi làm nô lệ, làm thuê cho những ông chủ khác lãnh đạo ở đây các bạn ạ. Họ chỉ chuyên môn, họ không có nhân cách. Rất ít người có nhân cách các bạn ạ. Nên vì thế họ vẫn hút thuốc, uống rượu, chỉ bệnh, nhậu nhẹt chỉ thề, đánh đập vợ con và sống đời sống hoang loạn các bạn ạ. Mặc dù kỹ năng và chuyên môn rất cao, cao cấp, những cán sự cao cấp, chuyên viên, chuyên viên cao cấp các bạn ạ. Và chúng ta cũng nhìn thấy cái người phát triển tâm linh nhưng nhân cách cũng chưa có gì mấy, chuyên môn chẳng có, nên vì thế họ không lãnh đạo được. Và nhiều người họ chỉ ngồi trong bốn bức tường, vì ngồi trong bốn bức tường nên họ không làm được cái gì cho xã hội cả các bạn ạ, ngoài sự cầu nguyện. Mà là cầu nguyện mà không hành động đấy thì là cầu nguyện nó không bằng, vì là một hành động trong đức tin bằng hàng vạn lần lời cầu nguyện các bạn ạ. Vì vậy ngày hôm nay Thánh Linh của Chúa cảnh tỉnh các bạn, người nữ khôn ngoan là chính bạn đó, hội thánh của bạn, xã hội của bạn đó. Ngài hỏi bạn có khôn ngoan không, bạn có thực sự xây dựng đời sống của mình không, đời sống của gia đình mình không, đời sống cộng đồng mình không, đời sống của dân tộc, xã hội, quốc gia của mình đang sống không.